thanh niên Việt Nam mình không có một cái môi trường, không có đủ niềm tin, đủ mãnh liệt, bản lĩnh để thực hiện các khát vọng đó, và mất thời gian vào những cái trang giống như Facebook, Zalo, mất thời gian vào những cái điện thoại này kia. Tất cả cái nguồn tri thức, trí tuệ thì đòi hỏi con người đều phải có đọc sách. Do đó, tập đoàn Cà phê Trung Nguyên đến để trao sách cho nhà trường. Thì đây là một cái ý nghĩa rất lớn đối với nhà trường, và chúng tôi cũng sẽ khuyến khích tất cả sinh viên, cán bộ, giảng viên của nhà trường sẽ đọc những cuốn sách rất có ý nghĩa trong ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn đến và khởi xướng cái tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên của trường Đại học Bình Dương. Khi mà các em tiếp cận với những cuốn sách này thì đây là những cái cuốn sách giúp các em có những cái kiến thức bổ ích và làm nền tảng để cho các em sinh viên tiếp thu những kiến thức này, sau này khi ra trường các em vượt bước hơn trong những cái lựa chọn con đường cuộc sống của các em sau này. Hành trình từ trái tim lập chí vĩ đại của tập đoàn Trung Nguyên đến tham gia với trường em thì em cảm thấy rất là vui, và em học được rất là nhiều điều hữu ích từ những cái bài học mà những người đi trước đã chia sẻ với tụi em. Và em rất là vui khi mà đã nhận được những cái quyển sách từ cái tập đoàn này, thì em thấy là rất là bổ ích. Em là một người rất thích đọc sách, và những cái quyển này thì tạo cho em thêm được nhiều động lực để em cố gắng. Với mục tiêu là giúp cho 30 triệu thanh niên Việt Nam có được cái ý chí, cũng như là có được cái khát vọng, có được cái tri thức để mà khởi nghiệp, để mà phát triển lập thân và lập quốc. Bạn đọc của tỉnh Bình Phước nói riêng, cũng như là trên cái 30 triệu thanh niên Việt Nam mà mục tiêu chương trình đạt đến sẽ có được những cái bước chiếm lĩnh tri thức, phát triển, hoàn thiện về tri thức, nhân cách, cũng như là khát vọng là vươn lên làm giàu. Trên tay em thì đang cầm những quyển sách từ lâu em đã rất muốn đọc nhưng không có dịp, và rất cảm ơn chương trình Hành trình từ trái tim đã đến đây và mang những quyển sách này đến với tụi em. Về văn hóa đọc của giới trẻ hiện nay thì thực sự các bạn đang dán mắt vào smartphone rất là nhiều. Một lời khuyên từ một người thích đọc sách như em thì các bạn nên tìm đến những quyển sách, vì những quyển sách là những người bạn, và một quyển sách sẽ dỡ ra một cái trang tương lai mới cho các bạn. Trường Trung học Cơ Sở Đoàn Đức Thái là một trường vùng sâu, vùng xa, nhưng mà cũng được sự quan tâm của tập đoàn Cà phê Trung Nguyên đã đến, và đặc biệt đó là chủ tịch tập đoàn Đặng Lê Nguyên Vũ đã quan tâm. Đó là một vinh dự rất lớn. Đoàn cũng đã tặng cho chúng tôi những cuốn sách rất là quý. Khi các em đã được đọc những cuốn sách này thì các em có thể là thay đổi cái suy nghĩ của mình để các em hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Em là một người rất thích đọc sách. Chương trình Hành trình từ trái tim đã đến đây tặng sách cho em cảm thấy rất là vui. Đây là chương trình rất ý nghĩa đối với bọn em. Thì các bạn cũng bảo là hôm nay thật bất ngờ khi hành trình đã đến với trường của chúng ta. Hành trình từ trái tim đến thăm trường và tặng cho em cuốn sách em rất là yêu thích từ lâu. Em thì có một thói quen là rất hay đọc sách vào những khi rảnh rỗi. Và cuốn sách này là cuốn sách em đã hâm mộ và tìm kiếm từ lâu mà rất là khó tìm được ở đây. Hôm nay thì em thật sự rất là vui khi hành trình đã mang đến cho em cuốn sách này. Em hy vọng rằng là hành trình của chúng ta sẽ đến với những trường khác ở vùng sâu, vùng xa và khó khăn hơn trường của chúng em, để thực hiện ước mơ của các bạn, để có thể cho bạn những cuốn sách hay và bổ ích để giúp các bạn phát triển tốt hơn.